mẹ. Nó cục ỉa cái gì á. Đừng có chụm má. Anh ơi, 8 tiếng kìa. Dạ. 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 Không, không có chật nè mẹ. Rộng mà. Cái nó còn có hai cái đậu dừa à. Còn mấy cái kia nó chật nít rồi. Dạ. Bà nội kêu mở nón mà nó mới tắm. Nha. Dạ. Con cảm ơn không? Cái này thì mình giặt cái kia mình phơi lên. Ba cái này đâu có mua nhiều người xài lúc rồi. Chỉ tháng, hai tháng thì bỏ rồi. Tại không vậy, bên đây nó mưa, mẹ giặt nó không có khô nữa. Thì quả vậy hả, mà phơi cái rồi cái này cái mình đòi mình giặt. Lúc nào không ấy cái mình đòi cái nó con bé là mẹ thấy mấy cái. Năm mẹ gửi xuống 2 chai dầu. 5 cái. 5 cái mà chặt nó là còn có 2 cái. Hôm đó mẹ gửi xuống 2 chai dầu. Dạ. Dạ, cách sáng thì sẽ không. Cẩn thận nha. Năm cái gì mình cần thiết hả, đi ra đường cần thiết không? Chỉ thị 16 mà đi ra đường cái gì? Dạ. Dạ rồi, tắm rồi luôn rồi. Dạ. Mẹ nói gì con nghe. Nó nằm nó chơi nó hả miệng nghe bú rồi. Dạ. Dạ. Nó nằm nó sợ cái đầu nó xẹp á mẹ. Cho nó nằm săn đi. Tại hồi đợt thằng nhỏ con cũng mua gói cái đó, đó rồi cái thấy nó nằm cái đầu nó hơi xẹp đó, thôi cho nó nằm khăn. Nằm khăn trở qua trở lại được. Nằm khăn cái cho nó trở qua trở lại cũng mấy chim hai bên cho nó ấy. Cười kìa đó, cười kìa. Dạ. Cười kìa. À, cho tao bút kìa. Dạ, nó đang nghỉ nè.